Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin hôm nay. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xem xét các phương án để tăng học phí trong các trường công lập trong năm học tới. Nhiều đối tượng đã giả mạo các sàn giao dịch điện tử đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Huyện Ân Thi cơ bản hoàn thành chi trả bồi thường cho các hộ dân giải phóng mặt bằng cho các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Phần tin trong nước, Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận vừa đề nghị Thủ tướng xem xét xử lý kỷ luật hành chính đối với Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Tuấn Phong. Hôm nay, Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp để xem xét các tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh về một số nội dung, trong đó có các phương án để tăng học phí trong các trường công lập trong năm học tới. Sau khi thảo luận tờ trình về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó mức thu học phí tăng không quá 7,5% năm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn cho ý kiến. Tức là thống nhất là mức thu là thấp nhất theo quy định của luật và hàng năm là tăng mức thu này theo tỷ lệ trượt giá hàng tiêu dùng được liên giám thống kê công bố hàng năm thì tăng cái mức học phí theo cái tỷ lệ đó. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 114 triển khai thực hiện chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Hưng Yên phấn đấu 100% trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở bảo vệ nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh tổ chức định kỳ chương trình tuyên truyền giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn. Trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội và tổ chức cá nhân khi bị tố giác, phát hiện vi phạm quy định pháp luật đối với trẻ em trên môi trường mạng bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các cấp, các ngành và địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng. Thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã giả mạo các sàn giao dịch điện tử đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Không ít người đã trở thành nạn nhân, bị lừa với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Do cung cấp số điện thoại để tìm việc làm thêm trên mạng xã hội, cuối tháng 5 năm 2022, anh Hát ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động nhận được tin nhắn Zalo có nickname Emmy mời chào tham gia công việc nhập dữ liệu web qua nhóm Telegram để hưởng hoa hồng 40%. Anh Hát đã tạo tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản web để tạo đơn, nhập dữ liệu theo hướng dẫn. Sau 7 lần nhập dữ liệu web đúng, số tiền vào tài khoản web của anh H là hơn 700 triệu đồng nhưng không rút được. Đây chỉ là một trong 3 vụ lừa đảo mà người bị hại trình báo công an Hưng Yên, trong đó có một người ở Yên Mỹ và một người ở thành phố Hưng Yên bị lừa hơn 1 tỷ đồng. Huyện Ân Thi đã tiến hành chi trả tiền bồi thường về đất đai và chính sách hỗ trợ cho 914 hộ dân của dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch và cụm công nghiệp Quảng Lãng Đặng Lễ với tổng số tiền trên 550 tỷ đồng. Trong đó, cụm công nghiệp Quảng Lãng Đặng Lễ có 607 trên 617 hộ dân nhận tiền. Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch nằm trên địa bàn xã Xuân Trúc có 545 trên 547 hộ dân nhận tiền đền bù. Các hộ còn lại chưa nhận tiền là do vắng mặt tại địa phương và một số hộ chưa nhất trí với các phương án đền bù. Huyện Ân Thi đang tích cực chỉ đạo các địa phương có các dự án đi qua tập trung tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và hưởng ứng ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Sáu tháng đầu năm, huyện Quế Châu giải tỏa được hơn 900 trường hợp, trong đó có 436 vi phạm trên đất nông nghiệp, 480 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và giao thông. Điển hình là tại xã Hồng Tiến, hộ gia đình ông Đỗ Hữu Tuấn và ông Bùi Đăng Tá đã sử dụng trên 561 mét vuông đất trồng lúa vào mục đích khác. Sau quá trình tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, hai hộ gia đình đã tự tháo dỡ công trình vi phạm. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa đề nghị Thủ tướng xem xét xử lý kỷ luật hành chính đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Tuấn Phong và hàng loạt cán bộ chủ chốt khác đang đương chức nghỉ hưu. Đề nghị Thủ tướng xem xét xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Tuấn Phong, xem xét xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Tiến Phương, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 11 năm 2015 bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chính quyền. Ông Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 8 năm 2020 bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chính quyền theo thẩm quyền. Trước đó, các lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương các cấp kỷ luật bằng nhiều hình thức.
Trước diễn biến tình hình giá xăng dầu trong nước liên tục tăng từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương cũng như của tỉnh, lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh đã chủ động tăng cường các biện pháp kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý những cửa hàng xăng dầu bán lẻ tự ý ngừng bán, găm hàng trục lợi. Tỉnh Quảng Ninh hiện có 13 doanh nghiệp đầu mối và phân phối, 114 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Lực lượng quản lý thị trường giám sát toàn bộ 223 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, trong đó có hơn 76 cửa hàng kinh doanh trên biển. Đội quản lý thị trường các địa phương đã tăng cường triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp bán không niêm yết giá và không đúng với giá niêm yết, đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân. Xây dựng phương án kế hoạch kiểm tra đột xuất các đơn vị có găm hàng, hoạt động mua bán xăng dầu tại các địa bàn biên giới cả trên bộ, trên biển để chống xuất lậu, nhập lậu xăng dầu. Những ngày này, thời tiết tại Lào Cai tiếp tục nắng nóng, có thời điểm nắng nóng gay gắt, khiến nhiều người lao động công việc nặng nhọc ngoài trời càng thêm vất vả. Bất chấp cái nắng gay gắt hơn 38 độ C, những công nhân này vẫn đang miệt mài với công việc của mình. Làm việc trên cao, trong tiết trời nắng nóng, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đến sức khỏe và sự an toàn. Nắng nóng gay gắt những ngày qua đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhiều người dân, đặc biệt là người lao động phải làm việc ngoài trời. Để đảm bảo tiến độ công việc, duy trì thể lực, họ phải điều chỉnh thời gian làm việc, có biện pháp bảo vệ sức khỏe. Dự báo nắng nóng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới với nền nhiệt độ từ 36 đến 38 độ C. Do vậy, người lao động, đặc biệt là người làm những công việc ngoài trời, cần có các công cụ bảo hộ, hạn chế da bị tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng kéo dài. Đúng như dự báo từ đầu năm, sốt xuất huyết ở khu vực phía Nam đang bước vào giai đoạn căng thẳng, báo động. 42 ca tử vong đã được ghi nhận, trong đó có phụ nữ mang thai và nhiều trẻ em. Ông Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết, riêng khu vực phía Nam đã có 42 ca tử vong trong số hơn 56.000 ca sốt xuất huyết. Kết quả phân lập virus cho thấy, tuyết đen 1 chiếm 57%, đen 2 chiếm 41%. Chìa khóa của phòng chống dịch sốt xuất huyết vẫn là diệt loang quang, không cho mũi sinh sôi sẽ không còn sốt xuất huyết. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện về việc chấp hành quy định phòng chống tác hại của rượu bia. Một trong những giải pháp đó là phải tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Nếu trường hợp vi phạm là cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan nhà nước thì ngoài xử phạt còn gửi thông báo về cơ quan đơn vị. Đợt cao điểm kiểm tra diễn ra từ nay cho đến cuối tháng 9. Tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, công an phát hiện nữ tiếp viên không mảnh vải che thân đang nhảy múa trước mặt khách. Đêm 26 tháng 6, công an thành phố Thuận An tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất quán karaoke này, đã bắt quả tang nữ tiếp viên không mặc quần áo đang nhảy múa trước mặt khách trong phòng hát. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện có nhiều tiếp viên ăn mặc hở hang cùng múa hát uống bia rượu với khách. Đề phòng cơ quan chức năng kiểm tra, bên ngoài cửa các phòng hát có tiếp viên thoát y được bố trí nhân viên cảnh giới. Làm việc với công an, các tiếp viên khai nhận là nhân viên làm việc tại quán karaoke nhưng không có tiền lương nên phụ thuộc vào tiền bo của khách. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ xảy ra nạn đói ở nhiều nơi trong năm nay, gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng có. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo 3,5 triệu trẻ em ở Bangladesh đang cần nước uống khẩn cấp sau các trận lũ lụt tàn phá trong tháng 6 này. Đại diện của UNICEF ở Bangladesh nêu rõ, tình hình đã trở nên tồi tệ trong tuần qua do các trận lũ quét gây ra ở khu vực Đông Bắc, khiến các vùng rộng lớn bị nhấn chìm trong nước và bị cô lập không thể tiếp tế nước uống và lương thực. Hơn 40.000 trạm cấp nước và gần 50.000 nhà vệ sinh đã bị hư hại, đồng thời cảnh báo về gia tăng số người mắc các bệnh thường gặp sau mưa lũ do người dân buộc phải uống nước bị nhiễm bẩn. Phát biểu tại cuộc họp mới đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh nhân loại đang phải đối mặt với khủng hoảng đói toàn cầu chưa từng có. Nạn đói nguy cơ xảy ra ở nhiều nơi trong năm nay, thậm chí có thể tồi tệ hơn vào năm 2023. Chiến sự tại Ukraine làm phức tạp thêm những vấn đề đã tồn tại trong nhiều năm qua như biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và tình trạng phục hồi không đồng đều. Ngày 25 tháng 6, một thành phố ở miền đông Nhật Bản đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong tất cả các tháng 6 với nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết nhiệt độ đo được tại Isekasi, thành phố cách thủ đô Tokyo 85 km về phía Tây Bắc vào ngày 25 tháng 6 là 40,2 độ C. Phá vỡ kỷ lục về tháng 6 nóng nhất của Nhật Bản được thiết lập vào ngày 24 tháng 6 năm 2011 là 39,8 độ C. Trước đó cùng ngày, một trạm thời tiết tại trung tâm thủ đô Tokyo đã ghi nhận mức nhiệt là 35,4 độ C. Kể từ khi thu thập dữ liệu vào năm 1875, đây là đợt nắng nóng xuất hiện sớm nhất từ trước tới nay với mức nhiệt trên 35 độ C tại thủ đô Tokyo.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi các thông tin nóng mới nhất cho chúng tôi qua các địa chỉ fanpage tin tức Hưng Yên 247/HITV hoặc địa chỉ email thời sự hi@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.